đóng cầu nó chạy ra chạy vô, chạy xuống dưới kia. Sư sàn chạy xuống các bạn ơi. Ghê lắm nha. 70 thì nó nổi, nó nhỏ là nhỏ nhất là 70 thôi. Nghe không? Đúng là bị khô cháy cái này rồi. Khó chịu lắm. Các bạn xem video nhớ like, subscribe, ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Nhắc này nó hơi xéo nha các bạn. Nó đang chạy ra các bạn. Chạy vô trong lúc cho đầu xong nữa. À, đây CM Việt Nam các bạn ơi.
giao cho bà coi. Đây, để em đi làm. Đi xa lắm rồi, lúc vừa tới trong kia rồi. Cắt này đúng lắm. Cái này cái ganh này chút biết sao cắt luôn á. Đang chạy vô đó các bạn, nó chạy sang ngoài đi vô đặt lúng chạy chậm các bạn, mà sới phù luôn tại sao mà tại vì nó xa mình giờ nó được gáy hay rõ các bạn cả nhà mình. Chắc này quá lúng rồi. Dơ lắm, xịn luôn. Đây là máy đây, động nguồn ngang biên Kiên Giang. Anh ta mình đang rủ xưa lên nhà xe kéo. Chớn đi được nha, còn chạy tuôn bánh luôn, bánh không bư mà tuôn luôn á, đó, quá nặng rồi. Chạy vô trong đó luôn rồi, còn có chào hoài nữa coi, nổi luôn rồi, tại lái đâu ăn đâu. Thứ ba biển các bạn ơi, ngày đó giờ như chưa máy vô
này vô lần đầu đó. Giờ ông xa nó hay là các bạn không cả.